4 nam sinh đang nằm học năm cuối khoa chế tạo máy, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là Trần Tấn Thanh, Ngô Xuân Cường, Nguyễn An Duy, La Hoàng Thắng vừa chế tạo thành công chiếc Fishbot hay còn gọi là robot cho ăn. Ý tưởng về chiếc máy được một sinh viên nhen nhóm trong khi gia đình có một người bị bệnh, không có khả năng tự chăm sóc. 4 sinh viên hy vọng có một chiếc thiết bị giúp người bệnh dễ dàng thực hiện một số khâu sinh hoạt để giảm gánh nặng cho người thân. Một tháng lang thang khắp các viện dưỡng lão để quan sát, lập trình trong đầu, 3 tháng miệt mài lập trình trên máy, mua đồ lắp ráp, chiếc máy giúp những người bệnh ăn uống đã ra đời. Máy có 2 bộ phận chính là cánh tay đút và mâm thức ăn. Cánh tay có 2 động cơ điều khiển, mâm có 1 động cơ và 1 vi điều khiển trung tâm để điều khiển 3 động cơ trên. Khi nhận được tín hiệu từ remote, vi điều khiển trung tâm làm 3 động cơ chạy theo chu trình thiết lập. Để điều khiển chiếc máy, người sử dụng một chiếc remote chỉ có 2 phím bấm rất đơn giản. Một phím truyền tín hiệu đến cánh tay robot qua Wi-Fi để xúc thức ăn. Bệnh nhân có thể điều chỉnh chiều cao của cánh tay để phù hợp với cơ thể của mình. Một phím có chức năng xoay mâm thức ăn, giúp người sử dụng chọn món ăn. Đặc biệt, khi máy được kết nối với Wi-Fi, sẽ tự động gửi dữ liệu như người bệnh ăn bao nhiêu, lượng dinh dưỡng trong thức ăn, thời gian ăn bao lâu về máy tính. Từ đây, phần mềm trên máy tính sẽ phân tích được người này thích hay không thích những món ăn nào, hàm lượng dinh dưỡng đã hấp thụ trong bữa ăn là bao nhiêu. Đồng thời, máy cũng tự động lưu lại những thông tin để đánh giá tình hình sức khỏe của người sử dụng thông qua bữa ăn hàng ngày. Cái tầm với của cánh tay là mình có thể xét được, ví dụ như người thấp hơn thì mình sẽ xét nó cái chiều cao thấp hơn, và những người cao thì mình sẽ xét cao hơn được. Nói về bộ phận cái remote điều khiển thì mình có 2 cái nút đơn giản để sử dụng. Thì nó có 2 chế độ, đó là khi mới mình bật nguồn lên thì cái chế độ setup sẽ do người cho ăn thực hiện. Mình chỉ cần nhấn một cái này thì nó sẽ xét cái chiều cao phù hợp với người bệnh. Còn khi người bệnh sử dụng thì chỉ cần sử dụng 2 nút này. Một nút là dùng để chọn món ăn và một nút để cho ăn. Cái chi phí thực hiện cái máy này nếu mà đã hoàn chỉnh rồi thì em bây giờ chỉ lắp ráp gia công và lắp ráp lại khoảng 2,5 triệu đến 3 triệu một sản phẩm, nhưng mà để cho em để được làm như cái này công sức quá, cái quá trình đầu tiên nó bỏ ra thì khoảng là 6 đến 7 triệu.